Chú Lê Trần một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán giả của Little Sài Gòn TV trong chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Ngày hôm nay với sự góp mặt của anh Tuấn Phan là một trong ban tổ chức của đại hội Đức Mẹ La Vang ở Las Vegas, phải không anh? Dạ thưa Đền Thánh La Vang Đền Las Vegas. La Vegas. Dạ vâng. Dạ. Kính thưa quý vị, cá nhân Julie thì lần đầu tiên mà Julie tham dự cái đại hội Thánh Mẫu ở Missouri là để với mục đích là làm chương trình chứ không phải là một cái vai trò của người hành hương. Tuy nhiên sau cái buổi tham dự đại hội Thánh Mẫu ở Missouri đã thay đổi con người Julie hoàn toàn và cái đức tin của mình cũng như là cái cách mình hành đạo. Và Julie tin rằng những cái buổi, những cái đại hội thánh mẫu như thế này không nhất thiết chúng ta phải là người Công giáo hoặc chúng ta phải là một người có đạo để mà đến tham dự, phải không anh Tuấn? Bất cứ một tôn giáo nào đến tham dự để mà mình tìm lại những cái niềm tin của mình, để tìm lại những cái để mình nhìn lại cái đời sống của mình. Vâng. Kiểm soát đời sống của mình, cái tâm linh của mình để mà chúng ta có một số thay đổi nào đó. Vâng. Thì chú Ly cũng muốn biết là xin hỏi anh là nói sơ qua về cái tiểu sử của đền Đức Mẹ La Vang tại Las Vegas. Tại vì chú Ly chưa bao giờ đến tham dự mặc dù mình ở rất là gần nhau. Vâng. Trước hết thì anh Tuấn xin kính chào quý khán giả của chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội của đài Little Saigon TV và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình. Cũng một câu xin được cảm ơn anh Đinh Xuân Thái đã cho Tuấn có cái cơ hội đến đây với chị Julie Trần. Dạ, và cái lời mời của chị thì rất hân hạnh được đến gặp chị và biết đài, hy vọng lần sẽ chị được sẽ được mời lần thứ hai hoặc lần thứ ba. Rồi chuyện bây giờ gì chú cũng có thể sắp đặt được hết thưa dạ, anh. Thưa vâng đúng như vậy chị. Thì để nói về chương trình của đại hội sắp tới thì chị vừa nói cái câu chuyện chị đi Missouri. Missouri thì nó có một cái truyền thống cũng rất nhiều lâu rồi. Dạ, vâng. Thì tụi này cũng có vài lần đi Missouri. Nhưng mà giữa Missouri với lại đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas thì nó có hai cái thái cực chị. Las Vegas thì còn rất là nhỏ bé. Dạ. Tuy nhiên cái số người tham dự đó thì như chị vừa nói đó, không phải là nhất thiết là phải là người Công giáo mới đến để tham dự đại hội. Là tụi này có rất là nhiều những người ngoại đạo mà họ đến để tìm thấy được sự ấm cúng khi mà thấy tất cả các anh em với nhau, tất cả những anh em khi mà tụ tập lại với những cái người không đồng tôn giáo với mình, tuy nhiên họ vẫn có thể họ tham gia và họ đem cái sự mà nhẹ nhàng mến yêu Đức Mẹ và họ cũng coi Đức Mẹ như là một bà Quan Âm. Thì điển hình là cái kỳ vừa rồi chúng tôi có mời anh Thành Lễ là cái người ngoại đạo. Thì sau khi mà đại hội thì ảnh mới tâm tình với lại chúng tôi rằng khi mà lúc mà trước khi mà lên đó thì ảnh có một cái cục bú ở cổ và ảnh coi như là cái nghề nghiệp của ảnh sau này coi như bị mất đi là tại sẽ không khác được, không nói được. Nhưng mà nhờ sự cầu nguyện của ảnh và ảnh cái sự tin tưởng về Đức Mẹ thì ảnh cầu nguyện. Và sau cái lần cầu nguyện đó thì ảnh không cần phải mổ, anh đã schedule để đi mổ rồi nhưng mà không cần phải đi mổ nữa, tự nhiên nó biến mất đi. Thì đó là một cái sự mà điển hình mình thấy rằng khi mà mình tin tưởng một việc gì thì mình cầu nguyện thì đương nhiên ơn trên không kể là tôn giáo nào, mẹ cũng có thể giúp mình để giải quyết những cái vấn đề khó khăn đó thưa chị. Vâng, khi mà chúng ta nói về mẹ Đức Mẹ La Vang hoặc là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc là khi nói chung về Đức Mẹ thì như anh nói Đức Mẹ cũng không khác gì là Phật Bà Quan Âm ở bên Phật giáo và ta đặt hết niềm tin vào cái lời cầu nguyện của chúng ta thì nếu mà chúng ta tin vào cái lời cầu nguyện thưa anh Tuấn thì chắc chắn thì là một lúc nào đó khi mà mình cầu nguyện nhiều quá Chúa Đức Mẹ hay là Phật cũng phải nhập lời chúng ta thôi nhưng mà cái lời cầu nguyện chúng ta phải có cái lòng thành, đúng vậy, phải có cái lòng thành tâm thì chắc chắn rằng thì là cái lời cầu nguyện đó sẽ được đoái nghe. Chứ còn mình cầu nguyện cho con trúng số hay là cho con thế này cho con thế kia thì chắc chắn thì là rất là nhiều người cầu nguyện điều nhưng đó. Mà cũng có nhiều cái là lạ lắm chị, hàng tuần đó
thì đền thánh của chúng em cũng có rất là nhiều khách hành hương đến, không phải để hành hương đền thánh đâu, nhưng mà đến hành hương của các Las Vegas. Sông bay của Las Vegas. Cho con chúng độc đắc. Thì, cho con chúng là jackpot. Đúng rồi, dạ. Thưa, thì đền thánh cũng có một cái truyền thống cũng rất là hay. Khi mà cuối lễ thì cha thường hỏi là có anh chị em nào ở xa đến để thăm Las Vegas hay không? Thì đa số là mỗi một thánh lễ đều có ít nhất là vài người, hoặc là có khi cả lên cả hàng hai chục người, mười người, hai chục người. Thì có một cái câu chuyện là một anh hai vợ chồng kia khóc lóc với Đức Mẹ là sau lễ. Thì cha mới cũng ngạc nhiên, nói chứ sao vậy? Nói chứ dạ, tụi con cũng đến đây nhưng mà điều chẳng may cũng bị thua hết. Rồi nói thôi bây giờ thì cho cái đó hoa hồng. Thì mỗi khi mà tất cả các mọi người đứng lên không phải là người của đền thánh đó, thì đều được tặng một cái hoa hồng. Thì cha nói rằng cái hoa hồng này đem dâng lên Đức Mẹ để cầu xin những cái gì mà mình có khó khăn trong cuộc sống, thì dùng cái đó hoa đó để dâng lên Đức Mẹ thì sẽ được Đức Mẹ chiếu cố đến. Thì hai vợ chồng này khi mà về xong rồi thứ hai thấy trở lại thì lại thấy vui vẻ. Cha mới hỏi chứ ủa sao bây giờ thấy vui vẻ vậy? Nói chứ dạ thưa Chủ nhật vừa rồi đó là con lên đây là con thua hết tiền rồi, nhưng mà nhờ cái đóa hoa đó thành ra con xin Đức Mẹ là cho con gỡ lại. Anh Tuấn Hà, nếu mà như vậy thì ai ai cũng đến đền Đức Mẹ Lâm Vang để cầu nguyện để mà cho chúng số hết. Không, cái đó là sự một cái ngẫu nhiên thôi. Và nói một cái đùa cho mình nói là đùa chua vậy, vui vậy thôi. Nhưng mà có điều là tóm lại, tất cả những lời cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện không phân biệt bất cứ một tôn giáo nào mà chúng ta có lòng thành, thì chắc chắn rằng cái lời cầu nguyện của chúng ta ơn trên cũng sẽ ban xuống theo cái nhu cầu của từng người. Ơn trên không bao giờ để chúng ta phải rơi vào cái tình trạng mà không có thể nào cứu vớt được. Đó là một loại hình thức mà chúng ta đang thử thách cái lòng tin của mình. Đúng như vậy chị. Rồi bây giờ để trả lời cái câu hỏi của chị là tiểu sử của đền thánh như thế nào? Đền thánh thì thật sự đã có từ năm 2000, nhưng mà lúc mà phôi thai đó, lúc đó thì gia đình của chúng em chưa có tới Las Vegas. Yeah. Từ này tới Las Vegas, chúng em tới Las Vegas là 2002 thì phải. Thì lúc khởi đầu thì rất là gian nan, chỉ có khoảng 90 người thôi. Thì phải mượn nhà thờ này, rồi phải xách ghế theo, là tại vì họ không cho mình dùng nhà thờ, họ chỉ cho mình mượn một cái hội trường thôi. Thì có cha trọng, thì cha từ ở San Francisco xuống, lâu lâu cha mới xuống một lần. Thì cứ xách cái ghế lại rồi anh chị em cứ ngồi quay quần ở đó rồi cha làm lễ. Thì như vậy cũng vài năm, thì sau đó thì cha mới về đó thì cũng chưa có nhà thờ, thì cũng cha cũng phải làm việc tại một cái giáo xứ của Mỹ. Xong rồi cuối tuần thì cha làm một lễ Việt Nam. Rồi sau đó thì cha mới xin được một cái miếng đất của dòng Kính. Thì cái miếng đất đó thì thật sự nó cũng tồi tàn lắm, là do một cái dòng Kính của các nữ tu dòng Kính ở đó bỏ hoang một thời gian. Thì Đức Giám Mục mới cảm thấy rằng không có dùng tới thì cho đền thánh. Thì khi mà đền thánh đó, từ đó cái khai triển từ đó. Thì khoảng năm, hình như là khoảng năm 2007-2008, thì sau đó đó từ đó mới thành lập lên. Thì hiện bây giờ cái đền thánh thì coi như hoàng như là ở ngoài, nếu mà nhìn ở ngoài đó thì coi nhìn rất là thấy cũng tạm là khang trang. Thì bên ngoài thì rất đẹp, tuy nhiên bên trong thì rất là khiêm nhường. Trần rất là thấp, có thể đi mà đụng đầu, có thể giơ tay với lên là đụng cái tường. Với một cái số giáo dân hiện bây giờ mình đang có, đó là khoảng 400 gia đình. Wow. Dạ, thì khoảng 400 gia đình. Tuy nhiên nếu mà nói về số dân của Las Vegas, mà người Việt Nam tại Las Vegas, thì phỏng đoán rằng có khoảng từ 30.000 tới 40.000 người đó Việt Nam. Đó cũng là con số đông đó thưa đó anh. Đó là con số rất đông hơn nhà thờ Julie đang đi lễ. 40.000 người là nhiều lắm chị. Đông hơn nhiều, tại vì cái nhà thờ mà Julie hiện đang đi lễ hàng tuần đó không được con số đó. Vâng. Thì nói là 400 gia đình, tuy nhiên cái số người đi lễ cũng không có hết, cũng không có, nghĩa là bình thường một gia đình có khoảng 3-4 người, 5-6 người chẳng hạn. Thì như vậy thì cái số mà đi tham dự thánh lễ đó là khoảng từ chắc cũng khoảng 300-400 người, 400-500 người. Và hiện bây giờ thì mình có khoảng 3 lễ. Lễ thứ nhất là 9:30, lễ thứ hai là 11:30 cho các em, và lễ cuối cùng là buổi chiều lúc khoảng 6:00.
6 giờ. À, kính thưa quý vị, những quý vị nào mà đi tham quan hoặc là đi thử thời vận của mình ở Las Vegas nên nhớ những cái ngày, những cái giờ làm lễ này. Vâng, dạ. Để mà chúng ta không bị bỏ lễ ngày Chủ nhật. À, cho dù chúng ta vui chơi nhưng mà không bỏ lễ ngày Chủ nhật. À, Julie xin quý vị cho tạm ngừng để vào phần quảng cáo của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình cũng như là bảo trợ cho Lưu Sài Gòn TV.